Chào các bạn, mời các bạn đến với bài học tiếp theo. Ở bài học này chúng ta sẽ chuyển sang một session mới, một part hoàn toàn mới, hoàn toàn độc lập so với cả hai phần mà chúng ta đã học trong môn FVB. Ở đây chúng ta sẽ học một bài mà mình nghĩ rằng nếu mà tự nhiên các bạn hỏi ví dụ như một người đi trước, một anh chị đi trước là thế thì làm kế toán là làm gì? Chính là nội dung của chương này, The Role of Accounting, thì các bạn sẽ nhận được câu trả lời như thế nào? Mình thì đã làm rất nhiều năm trong nghề này nhưng cũng không phải quá nhiều năm làm kế toán, mình cũng có vài năm làm kế toán. Nhưng nếu mà thực sự hỏi mình câu hỏi là nhiệm vụ của người kế toán trong doanh nghiệp là gì, thì có lẽ là ở mỗi một giai đoạn mà mình đã trải qua thì mình lại có những câu trả lời khác nhau. Và cho đến mãi gần đây thì mình mới thực sự trả lời được cái câu hỏi này một cách đầy đủ và gãy gọn. Bởi vì sao? Sau khi mà mình có kinh nghiệm làm kế toán hay là làm kiểm toán, làm tư vấn, làm kiểm toán nội bộ, thì mình mới tiếp cận được các cái góc nhìn khác nhau và mới hiểu cái vai trò của người kế toán ở trong doanh nghiệp. Đặc biệt là khi đi làm tư vấn thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái nhu cầu của những stakeholder, những bên liên quan khác, những đối tượng khác đối với kế toán, và chúng ta mới hiểu ra là phạm vi kế toán là gì. Vì thế nên không phải ngẫu nhiên mà ở phần này thì ACCA yêu cầu các bạn trước khi các bạn bắt đầu các môn học kỹ thuật như là Management Accounting, Financial Accounting thì các bạn nên biết là nhiệm vụ của người kế toán là gì. Có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu đến từ việc là chúng ta cung cấp thông tin, đúng không ạ? Kế toán là đưa ra một cái thông tin, hoặc là chúng ta quan tâm đến thông tin của mình phục vụ những ai. Thì đây là phần chúng ta nói lại một chút so với cả một chương mà các bạn đã học rồi trong những cái session đầu tiên, đấy là nói về stakeholder. Thì như ở trên màn hình các bạn đang nhìn thấy, chúng ta có 3 loại, chúng ta chia ra làm 3 loại stakeholder. Chúng ta có internal stakeholder, gồm có những người ở trong công ty, ví dụ như là những người gì ạ, employee, ví dụ như board of management, vân vân. Chúng ta có external stakeholder, ví dụ như chúng ta có shareholders, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta có government, chúng ta có tax authorities. Và chúng ta có những người gọi là connected stakeholder, ví dụ như là directors, đúng không ạ? Ví dụ như board of directors, như buổi trước mình học về corporate governance chẳng hạn. Vậy thì với những cái đối tượng khác nhau, chúng ta đang chia ra là có người ở trong này, có người ở ngoài này, có người là connected, đúng không ạ? Connected stakeholder nghĩa là kết nối giữa những người ở trong công ty, những người ngoài công ty. Vậy thì chúng ta sẽ cung cấp thông tin như thế nào? Mục tiêu của họ là gì? Với internal stakeholders, người ta cần thông tin để làm gì ạ? Để chúng ta nhìn thấy là họ duy trì cái performance, đúng không ạ? Họ đo lường cái performance của họ, duy trì công việc của họ. Ví dụ như là phòng sales có cần thông tin từ kế toán không? Có, để họ có thể so sánh kỳ trước họ bán được bao nhiêu, doanh thu bao nhiêu, kỳ này họ bán được bao nhiêu, để họ có thể đo lường performance của họ. Ví dụ phòng purchasing có cần kế toán không ạ? Có chứ, để biết được là đã mua bao nhiêu lần rồi và bao giờ thì đến hạn trả tiền cho nhà cung cấp. Đấy là để họ làm gì ạ? Maintaining records. Với connected stakeholder thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta cần thông tin kế toán để evaluate the performance. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy năm nay đang có lãi nhiều hơn so với năm trước. Như vậy, cái performance của ban giám đốc được đo lường qua kết quả kinh doanh của công ty. Hay là ban giám đốc của công ty cần thông tin kế toán để making decision. Making decision ở đây là ví dụ như chúng ta nhìn thấy là chúng ta có rất nhiều dự án. Khi kế toán gửi thông tin cho ban giám đốc thì ban giám đốc mới biết được là dự án nào đang có lãi, dự án nào bị lỗ và khi nào thì tôi tiếp tục triển khai, khi nào thì tôi nên đầu tư vốn vào. Hay là với các đối tượng như external stakeholder thì chúng ta sử dụng thông tin là để làm động tác là comparison analysis. Ví dụ cơ quan thuế chẳng hạn, cơ quan thuế thì sẽ nhận thông tin tài chính, nhận báo cáo tài chính từ các công ty. Không phải là họ chỉ lưu lại ở đấy đâu mà họ sẽ đưa vào một cái database rất là lớn để bắt đầu phân tích. Thấy không ạ? Chúng ta nhìn thấy rằng là accounting information dùng cho rất là nhiều đối tượng khác nhau và mỗi một người thì sẽ có những cái nhu cầu nhất định và tùy thuộc chúng ta đang cung cấp thông tin cho ai thì chúng ta nhìn thấy họ sẽ sử dụng thông tin đó cho những mục đích khác nhau. Vì thế nên đến môn F3 thì chúng ta sẽ tiếp tục học một cái nguyên tắc nữa, đấy là nguyên tắc fair presentation, nghĩa là trình bày một cách hợp lý. Hợp lý ở đây được hiểu là đối tượng nào đọc báo cáo của mình thì cũng có những cái thông tin liên quan mà họ cần. Chúng ta nói đến chi tiết hơn một chút về các
đối tượng, các stakeholders chi tiết. Ví dụ ở đây mình có liệt kê ra là với shareholders thì họ cần để xem là dividend được chia là bao nhiêu, để make decision making xem là tôi có nên đầu tư vào đây hay không. Với management thì để tôi control, đúng không? Operation xem là có đang in line với cả kế hoạch hay không, rồi xem có nên bỏ tiền thêm vào, hoặc là nếu mà thiếu tiền thì có cần đi vay hay không, làm financial analysis. Đối với employees thì chúng ta cần biết kết quả kinh doanh của công ty để xem độ ổn định của công ty, xem tính sinh lời của công ty và tôi định gắn bó với ở công ty này như thế nào. Hay chúng ta nhìn thấy là employee quan tâm đến báo cáo tài chính, để quan tâm đến remuneration, cái tiền lương thưởng hay là các cái gói phúc lợi của tôi ra sao. Hay là với investor thì mình có một cái đối tượng gọi là prospective investor, nghĩa là nhà đầu tư tiềm năng, đúng không ạ? Thì họ cần báo cáo tài chính để làm gì ạ? Để họ đánh giá xem risk and returns thế nào, họ có nên đầu tư vào công ty này hay không. Hay với các quỹ, với các financial institution thì họ muốn xem báo cáo tài chính và assess cái báo cáo tài chính đấy, thẩm định để xem là có nên cho vay hay không, đúng không ạ? Hoặc thậm chí là họ căn cứ vào đó để họ làm repayment schedule, hoặc thậm chí là họ drop off cho những cái loan covenant. Loan covenant là những cái điều khoản ở trong hợp đồng vay để đảm bảo rằng làm giảm thiểu cái rủi ro của các financial institution xuống. Hay chúng ta có supplier và customer, đúng không ạ? Những cái người mà luôn làm việc của chúng ta thì sẽ quan tâm đến báo cáo tài chính để biết là cái khả năng chi trả, khả năng thanh toán của công ty như thế nào. Với cơ quan thuế chẳng hạn, hay là với chính phủ, thì chúng ta sẽ dùng cái thông tin đó để kiểm soát xem có tuân thủ luật thuế hay không. Đấy, thì mọi người nhìn thấy rằng là thông tin thì đến từ phòng kế toán, nhưng mà cung cấp cho rất là nhiều người, nhiều đối tượng. Vậy accounting có nghĩa là gì? Kế toán có nghĩa là gì? Thì ở đây mình nói đến, đầu tiên mình là đến financial accounting trước. Mình muốn clarify một điều, đấy là các bạn thường hay bị nhầm lẫn giữa hai cái thông tin, hai cái công việc. Một là ghi sổ kế toán, mình gọi là bookkeeping, và hai là lập báo cáo tài chính, mình gọi là kế toán tài chính, đúng không ạ? Vậy thì ở đây mình thấy là phải có một cái người bookkeeping, sau đó summarize tất cả những cái thông tin đó, thì chúng ta có một cái financial statement. Và cái information mà từ nãy chúng ta nói ạ, thì đấy chính là cái financial statement, chứ không phải là cái sổ kế toán, cái sổ bookkeeping, cái sổ general ledger mà chúng ta in ra khoảng độ 1 triệu dòng thì sẽ không có người đọc về vào đấy. Vậy chúng ta summarize lại nhé, bookkeeping là gì? Bookkeeping có nghĩa là chúng ta sẽ ghi chép lại các financial transaction, đúng không ạ? Nhưng mà một cách systematic, một cách có hệ thống để có thể ghi chép tất cả mọi giao dịch đã diễn ra, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy rằng là nó sẽ bao gồm là hàng ngày ghi này, hàng tháng thì balancing hoặc là checking, đúng không ạ? Và cuối năm thì làm year end adjustment, các cái bút toán cuối năm. Ở đây chúng ta sẽ học những cái môn về financial accounting và chúng ta sẽ học rất là kỹ về financial statement. Tuy nhiên, ở trong đoạn này thì mình muốn nói với các bạn về bộ báo cáo tài chính thì gồm có những gì. Chúng ta có một cái component gồm có ít nhất là 4 báo cáo. Báo cáo thứ nhất là statement of financial position, tương đương với bảng cân đối kế toán của Việt Nam. Chúng ta có statement of comprehensive income thì nó sẽ tương đương với báo cáo kết quả kinh doanh của Việt Nam. Trong đó thì có thể gọi là statement of profit or loss hoặc là other comprehensive income. Các bạn có statement of change in equity thì ở đây ở Việt Nam chúng ta sẽ không có cái báo cáo này, nhưng chúng ta có cái thuyết minh về nguồn vốn. Các bạn có statement of cash flow, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Và tất nhiên là không thể thiếu được các cái thuyết minh mà bổ sung thông tin cho các vấn đề đã có ở trong các cái báo cáo mà mình vừa mới kể tên. Và chúng ta còn có một loạt các cái thông tin bổ sung nữa, chúng ta gọi nó là non-financial statement, nghĩa là những cái báo cáo mà không phải là báo cáo về số liệu tài chính, như là ở trong annual report. Nếu như ở thời điểm này các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy các cái báo cáo thường niên của các công ty niêm yết, các bạn sẽ xem những cái statement of chairman, statement of CEO, các thông tin khác về tính cạnh tranh, các thông tin khác về năng lực của công ty. Đấy là những non-financial statement mà các bạn có thể tham khảo. Vậy thì mục tiêu của báo cáo tài chính là để làm gì ạ? Rõ ràng là chúng ta đưa ra thông tin tài chính, nhưng mà ở statement of financial position thì chúng ta show ra là ở tại một thời điểm thì tổng tài sản của công ty là bằng bao nhiêu, lúc đó tôi đang có gì tại một thời điểm. Nhưng statement of profitability về nói về tính sinh lời thì chúng ta sẽ xem ở trên gì ạ? Statement of comprehensive income. Nếu mà nói về tình hình lưu chuyển tiền
có bao nhiêu tiền và tiền dùng vào việc gì, thì chúng ta sẽ xem statement of cash flow. Và chúng ta nhìn thấy rằng là khi mà tổng hợp hết lại tất cả các báo cáo này thì chúng ta đã chứng minh được cái năng lực của ban giám đốc qua việc là khôn khéo trong việc sử dụng tiền đầu tư, rồi tạo ra tính sinh lời rất lớn cho công ty, hoặc là tạo ra tính sinh lời một cách đúng theo như là kế hoạch đã đề ra. Và hiện tại thì giá trị tài sản của công ty tăng trưởng bao nhiêu? Vậy thì trả lời được 3 câu hỏi đấy thì chúng ta sẽ đo lường được performance của Board of Directors. Chúng ta nói đến tiếp một cái ví dụ nữa về business transaction. Vừa nãy chúng ta nói đến bookkeeping là record tất cả các loại giao dịch xảy ra. Vậy thì tất cả các loại giao dịch là gì? Thật ra ở đây mình cũng chưa thể kể hết tất cả các giao dịch trong cái sơ đồ này đâu, mà mình mới chỉ đang liệt kê ra cái cách mà ghi sổ ở trong phần bookkeeping mà thôi. Cái phần này rất quan trọng, đặc biệt là với các bạn mà không học các cái chứng chỉ gọi là tiền đề của CCA như là FIA, thì các bạn rất là cần học bài này. Ví dụ chúng ta nhìn thấy rằng là ở những môn trước thì hoặc là như ở các bạn mà học kế toán ở các nước như là UK chẳng hạn ấy, thì cái này các bạn đã học từ cấp 3 rồi. Nhưng bây giờ chúng ta tiếp cận vào thì chúng ta sẽ không hiểu cái cách ghi sổ của họ như thế nào. Và rất tiếc là cái cách ghi sổ này thì hơi khác với Việt Nam. Vì thế nên khi các bạn học đi ạ, các bạn lưu ý giúp mình nhé. Ở đây chúng ta có cái hệ thống sổ đầu tiên, đấy là chúng ta có những cái book of prime entry, nghĩa là những cái sổ để ghi chép các giao dịch hàng ngày diễn ra. Hàng ngày chúng ta mua bán thế nào thì chúng ta sẽ đưa vào sổ này. Ở trên hình thì các bạn sẽ nhìn thấy là có sales và purchasing, đúng không ạ? Và sổ này thì được đối chiếu với những cái order mua, sales order hoặc là purchasing order. Sau đó khi có invoicing chẳng hạn thì các bạn sẽ hoàn thành cái transaction đó và ghi vào sổ. Các bạn thấy có nhìn thấy receivable ledger và payable ledger không ạ? Sau khi mà các bạn tập hợp lên các cái sổ chi tiết này là bookkeeping rồi, thì các bạn hàng tháng sẽ balancing và chuyển nó sang general ledger, sang sổ cái. Như vậy các bạn thấy là công việc bookkeeping thì tiếp cận với rất là nhiều các document, và các document có ở trong phần bookkeeping chủ yếu là ghi vào sổ book of prime entry. Còn khi đã lên general ledger và các bạn đã balancing account, các bạn đã làm các thủ tục điều chỉnh hoặc là đối chiếu số dư ở trên general ledger, thì lúc đó chúng ta sẽ đưa ra những cái thông tin accounting data để lên báo cáo tài chính. Mình chuyển sang một phần, đấy là các main business financial system. Chúng ta nói rằng là với kế toán ý, thì mục tiêu là chúng ta hạch toán tất cả các giao dịch. Và vậy làm sao mà chúng ta có thể biết được là có những giao dịch nào thì cần phải ghi chép? Thì ở đây chúng ta sẽ chia ra làm 4 các system, 4 cái cycle chính. Thứ nhất là payroll, thứ hai là sales, thứ ba là purchasing và thứ tư là cash. Thì chúng ta sẽ đi lần lượt từng cycle một cách rất nhanh để các bạn nắm được nội dung cơ bản của các cái chu trình thực hiện ở trong một doanh nghiệp như thế nào. Đầu tiên thì mình nói đến payroll ạ. Payroll ở đây mình thấy rằng là câu chuyện tính lương ấy, thì các bạn sẽ có data đầu vào, ví dụ như là thang lương, bảng lương, rồi danh sách nhân sự hoặc là hợp đồng lao động, đúng không ạ? Sau đó có từ cái đầu vào đấy thì các bạn cộng thêm những cái đầu, đấy là những cái đầu vào gọi là ở master file, nghĩa là nó cố định không thay đổi. Tiếp theo là những cái thay đổi, ví dụ như là chấm công hàng ngày, ví dụ như là thưởng phạt, ví dụ như là commission. Sau đó cộng thêm những cái đó nữa thì chúng ta ra một cái bảng tính lương. Từ bảng tính lương, kế toán không phải là người tính lương. Bộ phận tính lương là bộ phận HR, đúng không ạ? Human Resource. Kế toán làm gì ạ? Lấy bảng lương đấy xong rồi summary xem là cái người có tên trên bảng lương ấy ạ thì thuộc bộ phận nào, và tôi ghi nhận các chi phí tương ứng với bộ phận mà họ làm việc. Bởi vì họ làm việc ở bộ phận đó thì tiền lương sẽ được tính vào các cái function, cái chức năng đó. Như vậy chúng ta nhìn thấy rằng là ở đây ấy, chúng ta có rất là nhiều những cái bước phải đi qua, từ việc là collect data, đúng không ạ, rồi input vào bảng lương, rồi xử lý bảng lương như thế nào và đưa ra các cái con số để kế toán làm. Và chúng ta thấy rằng là ở đây sẽ có những cái động tác để control. Đầu tiên thì mình muốn nói đến segregation of duty. Tại sao mà phòng HR tính lương và kế toán để ghi nhận và trả lương? Để chúng ta tránh cái trường hợp là gì ạ, lạm quyền, một người vừa tính lương vừa trả lương, thấy không ạ? Hay chúng ta nói đến double check, kiểm tra chéo, thì chúng ta thấy rằng là tại sao phòng nhân sự tính nhưng mà kế toán lại là người tổng hợp và đưa lên các cái số liệu về chi phí. Ví dụ như là tôi có 20 người công nhân, nhưng đến khi mà
tính lên chi phí chẳng hạn, thì chỉ thấy có 15 người thôi thì kế toán sẽ phải question ngược lại đúng không ạ? Để biết được là có đủ hay không. Hay chúng ta thấy có authorization nghĩa là phê duyệt. Ví dụ như một người tháng này được thưởng thêm hoặc tính commission thì tất cả những cái khoản đấy sẽ phải được authorize trước khi mà trả lương cho họ. Hay chúng ta nói đến arithmetic check. Cái gì mà tính toán nhiều ấy thì cũng đều có arithmetic check, nghĩa là kiểm tra tính đúng đắn về mặt số học. Đấy, thế thì đấy cái payroll là cái cycle đầu tiên. Rồi chúng ta đi sang xem purchasing thì sao ạ? Purchasing hay còn gọi là payable ledger system thì chúng ta cũng có input, processing và output. Nhưng input của purchasing thì chúng ta có invoice đúng không ạ? Chúng ta có các cái khoản return trả lại, có payment. Trong processing thì người ta sẽ tính ra số dư còn lại. Thực ra là bây giờ thì phần mềm tính chứ không phải là bằng tay theo số liệu là cộng trừ nhân chia nữa. Output các bạn có, ví dụ như cái output đặc thù của purchasing, ví dụ như là aging report hay list of payable balance đúng không ạ? Số dư còn phải trả hay là các cái số dư mà đến hạn trả. Với purchasing system thì chúng ta nhìn thấy rằng là với giai đoạn ordering chúng ta cũng phải có những cái biện pháp control nhất định. Control ở đây là gì? Ví dụ như là chúng ta phải có một list of supplier đã được verify trước đó, đã được approval trước đó. Hay chúng ta sẽ phải xem là có trong các cái order ấy thì có được ghi số hay không, và các order đấy có link với cả các yêu cầu từ sản xuất hay từ kho hay không. Ở giai đoạn nhận hàng thì chúng ta sẽ thấy rằng là thủ kho bao giờ cũng phải làm động tác là kiểm đếm, rồi kiểm tra hóa đơn, kiểm tra về order của mình gửi đi đúng không ạ, để đảm bảo là nhận đúng hàng, đúng lúc và đúng số tiền. Ở giai đoạn accounting record thì chúng ta sẽ thấy là thông thường sẽ có segregation duty giữa accounting và checking. Tôi ghi check nhưng có người khác kiểm tra và người khác lại thanh toán nữa. Hay chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ phải check các cái payment authorized đúng không ạ, để kiểm đảm bảo là chúng ta trả cho đúng người và đúng thời điểm. Tương tự như thế thì các bạn có receipt payable ledger bán hàng tương tự như thế đúng không ạ? Các bạn sẽ có những chứng từ đầu vào của mình là sales order hay là có credit note hoặc receipt. Lưu ý một tí về thuật ngữ ở đây ạ. Ở Việt Nam thì mình gọi là hóa đơn đúng không ạ? Nhưng mà ở đây thì mình sẽ gọi nó là invoice hoặc là debit note. Thì invoice and debit note have the same meaning. Ngoài ra thì các bạn còn có một cái terms nữa đấy là credit note. Thì credit note là gì? Credit note là như kiểu là hóa đơn điều chỉnh của Việt Nam ấy. Nhưng actually nó sẽ là dùng credit note, mục tiêu của credit note đấy là để cancel a part or a whole invoice issued before. Ví dụ tôi đã issue invoice rồi nhưng bây giờ tôi muốn xóa bỏ hoặc là tôi muốn sửa thì tôi sẽ sử dụng credit note. Vậy thì rất dễ hiểu là credit note dùng trong trường hợp nào. Nó sẽ được dùng trong trường hợp mà hàng trả lại, nghĩa là mình đã bán rồi, sau đó hàng người ta lại trả lại hàng, đúng không ạ? Thì mình sẽ phải control tất cả những cái đầu input này để tính ra số dư còn phải thu đối với các khách hàng. Ở cycle sales các bạn cũng cần phải có control, ví dụ như là kiểm soát về việc là bán hàng thì có invoicing hay không, có thu tiền về hay không, hay là lúc mà chuyển hàng đi á, thì sẽ phải có ký nhận đúng không ạ, và cái lượng hàng chuyển đi có khớp với cả order hay không, hóa đơn xuất ra có đúng giá trên hợp đồng hay không. Và tương ứng như thế sau đó chúng ta sẽ còn phải record để phân loại cũng như là để kiểm tra xem tiền nhận về có khớp với cả số dư chúng ta đã ghi nhận khi mà ghi nhận phải thu hay không. Rồi mình muốn nói đến controlling cash. Các bạn đang nhìn thấy một cái ví dụ về cashbook record. Cashbook là gì? Là một cái sổ mà để chúng ta ghi tất cả những khoản tiền chi và thu trong kỳ và số dư. Sau đó chúng ta sẽ check với cả các cái receipt hoặc là payment voucher, phiếu thu, phiếu chi đúng không ạ? Như vậy thì rất đơn giản, đấy là làm thế nào mà để cashbook ạ? Khi tất cả các giao dịch trong kỳ không bỏ sót giao dịch nào, vậy là đã là một động tác control rồi. Ngoài ra thì các bạn có số dư, có cái balance, và các bạn sẽ thấy là có mấy cái rule, ví dụ như là số dư tiền thì không bao giờ âm được, hay là số dư này thì sẽ khớp với các kiểm kê. Vậy thì các bạn có thể tiến hành kiểm kê định kỳ hoặc là kiểm kê bất ngờ để kiểm tra số dư này xem có đúng không, và đồng thời cũng chính là để chúng ta duy trì sổ quỹ một cách hiệu quả. Để kiểm soát tiền chi ra thì chúng ta sẽ có những cái documentary evidence đúng không ạ? Ví dụ như là giấy đề nghị thanh toán, ví dụ như hóa đơn, ví dụ như là phiếu nhập kho đúng không ạ? Sau khi có thu hết các cái documentation đó
thì mình sẽ đến bước authorization và sau đó thì mình mới make payment. Rồi, vừa rồi thì mình có nói với các bạn một chút về role of accounting để các bạn có thể hình dung ra công việc của người kế toán đi qua từng cycle thì các bạn sẽ làm gì. Bây giờ thì các bạn thấy đấy, các bạn có đến một doanh nghiệp và làm kế toán lương hay là làm kế toán mua hàng, kế toán thanh toán hay là quản lý hàng tồn kho hay thậm chí là kế toán bán hàng, kế toán công nợ hay là thậm chí là thủ quỹ thì các bạn cũng hoàn toàn có thể hình dung ra công việc của mình là làm gì rồi, đúng không ạ? Mình muốn nói lần cuối cùng đấy là role of accounting không phải chỉ là để recording mà role of accounting còn là để control, để kiểm soát trong các chu trình và đồng thời là phân tích số liệu qua các chu trình nữa. Hy vọng là sau bài học hôm nay thì các bạn đã biết được là kế toán thì là làm gì và biết được một số các phần hành kế toán cơ bản. Tất nhiên là còn một cái kế toán rất là hấp dẫn nữa, đấy là kế toán tổng hợp để lên báo cáo tài chính. Thì đến môn lên 3 các bạn sẽ học chi tiết là lên báo cáo tài chính thì kế toán phải làm gì. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Chào các bạn, mời các bạn đến với bài học tiếp theo của môn FAB. Sau chương trước chúng ta học về the role of accounting, chúng ta đã biết được là nhiệm vụ của kế toán là làm gì. Các bạn cũng đã thử đi qua một số các phần hành và biết được là nhiệm vụ của kế toán ở trong các phần hành đó, công việc cụ thể là gì. Điều ở cuối cùng của bài học trước mình còn nói với các bạn, nhiệm vụ của kế toán không phải chỉ là ghi chép, không phải chỉ là ngồi nhập liệu. Nhiệm vụ của kế toán còn là để kiểm soát và phân tích các thông tin mà mình nhận được cũng như là mình đưa ra các thông tin cho các đối tượng để họ có thể sử dụng cho mục đích khác. Vậy thì hôm đó mình nói đến từ kiểm soát đúng không ạ? Control đúng không ạ? Vậy thì control là gì? Thì trong cái chương mới ngày hôm nay mình học là session số 9 á, thì chúng ta sẽ học về control, security và audit. Tại sao lại phải kiểm soát? Tại sao lại phải đảm bảo bảo mật hoặc là đảm bảo về dữ liệu thông tin? Và đặc biệt là tại sao chúng ta phải kiểm toán? Và kiểm toán nội bộ là gì? Đầu tiên thì mình sẽ nói với các bạn về Internal Control System. Internal Control System là nói đến một hệ thống mà trong đó chúng ta đặt ra mục tiêu đầu tiên là làm thế nào để có thể tiên lượng được rủi ro, làm thế nào để nhìn ra trước được các cái rủi ro, đồng thời là để đảm bảo cái việc duy trì chất lượng của các báo cáo, đúng không ạ? Tại sao chúng ta lại cần phải duy trì chất lượng của báo cáo? Bởi vì chúng ta cũng biết là thông tin tài chính được cung cấp cho rất là nhiều bên. Nếu như chúng ta không đảm bảo chất lượng về thông tin tài chính là chính xác, là đã được xác nhận rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu rằng là các bên nhận được thông tin sẽ không thể sử dụng thông tin đấy cho mục đích ra quyết định được. Chúng ta còn hiểu Internal Control System là để đảm bảo hệ thống của công ty tuân thủ theo luật và các cái quy định liên quan đối với cả ngành nghề kinh doanh của công ty nữa. Và chúng ta có thể nhìn thấy một cái xa xôi hơn, một cái ý xa hơn là khi chúng ta có hệ thống kiểm soát nội bộ thì đồng thời cũng là chúng ta đang nắn cái con đường mà công ty phát triển đi theo đúng cái objective và cái strategies mà công ty đặt ra. Chúng ta cũng đã hiểu được là control không phải chỉ là nói đến câu chuyện kiểm soát không thôi, mà chúng ta còn nói đến là nó được thực hiện ở trong rất là nhiều các phần hành, rất là nhiều các cycle đang vận hành trong công ty. Ở trong slide các bạn đang nhìn thấy một cái cube, một cái giống như là cái Rubik đúng không ạ? Và cái hình vuông, cái khối lập phương này nó có hai ý nghĩa. Nó có nghĩa là chúng ta đang hiểu Internal Control System bằng hai chiều. Chiều thứ nhất là chúng ta nhìn thấy Internal Control System được thực hiện thông qua các cái cycle mà chúng ta đã học. Ví dụ, ở đây mình lấy ví dụ như là Operation hay là Financial Reporting hay là Compliance. Nghĩa là chúng ta đang nói đến các cái ý nghĩa của các cái động tác kiểm soát để nhằm mục đích gì, chúng ta có mục tiêu. Thứ hai là chúng ta có từng activity, ví dụ như là mua, bán hay là marketing, đúng không ạ? Hoặc là các cái phòng ban đi, các function đi. Thì các bạn có nhìn thấy ở bên cạnh của cái hình lập phương, các bạn có unit ABC, activity 1, 2, đúng không ạ? Thế thì nghĩa là ở một đơn vị, ở một unit hoặc một department, chúng ta cũng đã phải đảm bảo cả ba yếu tố là operation như thế nào, reporting như thế nào, compliance như thế nào. Ở một activity, ví dụ như purchasing, chúng ta cũng phải đảm bảo là operation của việc mua hàng ấy được chạy một cách smoothly. Chúng ta cũng phải đảm bảo là việc reporting của giao dịch mua hàng cũng được báo cáo một cách đầy đủ. Chúng ta cũng phải đảm bảo được là việc mua hàng đấy là đúng luật, không có hóa đơn bất hợp pháp, ví dụ như thế.
Và ở trong hệ thống Internal Control System thì chúng ta chia ra thành 5 mảng chính. Thứ nhất, chúng ta nói đến Monitoring. Monitoring có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là chúng ta đang giám sát, đúng không ạ? Tuy nhiên, chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta giám sát cái gì? Chúng ta giám sát những cái thông tin mà mình nhận được, chính là information and communication. Làm thế nào để các bạn có những thông tin đó? Thì đấy là các bạn cần phải có, trước đó phải có những control activity, những cái hoạt động kiểm soát, từ đấy nó mới ra được các thông tin. Các cái control activities này, làm sao mà chúng ta có thể nghĩ ra được? Chúng ta dựa vào một cái chu trình gọi là risk assessment, nghĩa là đánh giá rủi ro. Ai là người đánh giá rủi ro? Chính là ban giám đốc, chính là ban điều hành. Và những người này thì tạo ra một cái bầu không khí, đấy là control environment. Nói cách khác, control environment là cái tầng quan trọng nhất. Bởi vì nếu như ban lãnh đạo không nghĩ đến là cần phải kiểm soát, thì họ sẽ không thể tạo ra và thực hiện các nhiệm vụ risk assessment. Và từ đó thì sẽ các cái control activity cũng sẽ bị vô nghĩa. Như vậy, mình vừa giải thích với các bạn một cái ý nghĩa của cái gọi là control framework, nghĩa là cái khung của kiểm soát nội bộ. Và chúng ta sẽ còn gặp lại cái control framework này, cái hình lập phương này, trong rất là nhiều bài học của các môn tiếp theo trong chương trình ACCA. Nào, nói đến environment, các bạn nói đến gì? Mình vừa nói với các bạn rằng là ban lãnh đạo, đúng không ạ? Và đúng như thế, nó chính là bắt đầu từ management attitude. Nói đến management attitude là chúng ta nói đến cái thái độ kiểm soát của lãnh đạo, hay chúng ta nói đến động tác kiểm soát, control. Lãnh đạo có muốn control hay không, có muốn kiểm soát hay không, có muốn thực hiện các động tác kiểm soát hay không. Chúng ta nói đến control environment có nghĩa là cái môi trường kiểm soát đấy phải tác động đến tất cả mọi người, đặc biệt là đến employee. Và mình nói đến value và ability của employee. Nếu như một người đi làm ở trong một cái môi trường rất là có kiểm soát hoặc là công bằng với tất cả mọi người, thì chắc chắn là khả năng của cái người lao động đấy cũng được improve, và họ cũng có nhiều cơ hội để tăng cái giá trị của mình trong tổ chức hơn. Các bạn nói đến organization structure, chúng ta nói đến cái cấu trúc của công ty. Bởi vì có control environment cho nên chúng ta mới có cấp trên và cấp dưới, chúng ta mới có chia ra các phòng ban theo các chức năng nhiệm vụ, gọi là cái phần mà chúng ta đã học ở trong chương Business Organization Structure rồi. Chúng ta nói đến các control procedures có thể thực hiện khi mà chúng ta đã đưa ra các cái risk assessment thì chúng ta làm gì. Ở trong slide các bạn đang nhìn thấy một cái hình, một cái mnemonic tên là Spam Swap. Các bạn có thể nhìn thấy các cái chữ viết tắt màu đỏ, đúng không ạ? Spam Swap là viết tắt của cái gì? Tại sao lại phải viết tắt như thế? Bởi vì thường ấy, thì khi học ACCA các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều những cái mnemonic như thế này, nên là các bạn phải học thuộc cả mấy cái chữ này thì nó sẽ hơi khó. Và do đó thì chúng ta hay sử dụng các cái chữ viết tắt mà nó khó nghĩa, nhưng mà mỗi một chữ cái thì nó lại có ý nghĩa với một cái từ, và chúng ta học bằng cách là chúng ta chỉ nhớ cái từ đấy thôi. Ví dụ mình vừa nói spam shop chẳng hạn, bây giờ các bạn học spam shop các bạn sẽ biết là nó viết như thế nào. Chữ S đầu tiên là stand for segregation of duty, thì phân tách trách nhiệm chính là một trong những control procedures mà các bạn cần phải biết. Phân tách trách nhiệm là gì? Một công việc chỉ thực hiện bởi một người, và chúng ta sẽ không có cái động tác bắt kiêm, chúng ta sẽ không cho phép kiêm nhiệm. Ví dụ, thủ quỹ chỉ làm động tác chi tiền, thủ quỹ không lập phiếu chi, đấy là bất kiêm nhiệm, đấy là segregation of duty. Được chưa? Tại sao lại phải thế ạ? Tại sao thủ quỹ lại không được lập phiếu chi? Bởi vì nếu mà thủ quỹ lập phiếu chi thì lúc đó chúng ta sẽ bị có rủi ro là người ta vừa lập phiếu chi và người ta tự rút tiền ra luôn. Thế nhưng nếu như kế toán thanh toán lập phiếu chi sau đó được ký duyệt bởi kế toán trưởng rồi mới mang ra thủ quỹ để chi tiền, thì chắc chắn là sẽ không thể có câu chuyện là vừa lập phiếu chi và chi tiền được, đúng không ạ? Nào, đấy là chữ S đầu tiên, segregation of duties, mình nhắc lại. Thứ hai là physical control, chữ P. Chữ P mình viết tắt của physical control là gì ạ? Là bảo vệ một cách hiện hữu, nhìn thấy được, sờ vào được. Ví dụ, những cái rất là đơn giản, những cái động tác kiểm soát rất là đơn giản. Ví dụ như là đi về thì phải khóa cửa, thì cái khóa cửa chính là physical control. Hay là nhận hàng thì phải đếm, thì đếm ạ, là nhìn thấy, hiện hữu là physical control. S rồi này, P rồi này, bây giờ chúng ta nói đến chữ A, đúng không ạ? A ở đây là viết tắt của hai từ là authorization approval, nghĩa là phê duyệt và đồng ý, đúng không ạ? Tại sao chúng ta lại có hai từ này? Bởi vì chúng ta có một cái động tác là kiểm tra lại,
Đúng không ạ? Vậy thì sau khi ví dụ tính lương xong thì bảng lương đấy phải được phê duyệt bởi người có thẩm quyền, ví dụ như là trưởng phòng nhân sự. Đấy, thì các bạn sẽ có một cái ví dụ cho authorization hoặc approval. Chữ M, chữ M là viết tắt của management, quản lý một cách tổng thể. Quản lý ở đây thì nói đến business organization structure nhiều hơn, là chúng ta đã giao quyền cho ví dụ như là trưởng bộ phận, trưởng phòng, và trưởng phòng sẽ phải chịu trách nhiệm của cả cái operation của cái phòng đấy. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có chữ M, management. Chúng ta có chữ S là supervision. Supervision thì supervise hoặc supervision nói đến động tác là giám sát, nghĩa là người này làm thì có người khác giám sát để đảm bảo là kiểm tra chéo lại. Chúng ta có có từ O là dành cho từ organization, là gì ạ? Theo cái đường line báo cáo từ dưới lên trên, hoặc là báo cáo ngang, reference cho nhau, thì chúng ta có organization. Chúng ta có một chữ A nữa là viết tắt của arithmetical and accounting. Ví dụ như ở trong phòng accounting thì đấy chính là các hệ bút toán, chính xác của các bút toán đều có. Còn tất cả những cái phòng ban khác có thể sử dụng arithmetical, có nghĩa là tính đúng đắn với mặt số học. Ví dụ trong bảng lương chẳng hạn, cộng trừ nhân chia rất là nhiều, rồi tính thuế, rồi tính bảo hiểm xã hội vân vân vân, đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ phải kiểm tra lại xem là số học tính toán được chính xác hay không. Hay là cuối cùng mình có chữ P là personnel, thì đấy là phân công nhiệm vụ cho ai thì người đấy thực hiện. Chúng ta đã nhìn thấy rằng là cái chữ personnel này mặc dù là có vẻ hơi giống như là situation of duty, nhưng thực ra là không phải. Ở đây personnel là nói đến việc giao nhiệm vụ cho mỗi người. Rồi chúng ta nói đến internal audit ạ. Internal audit ở đây là gì? Là nhiệm vụ để làm gì? Chúng ta nhìn thấy rằng là nhiệm vụ của internal audit không được mô tả trong bất kỳ một hệ thống chuẩn mực nào cụ thể, mà nó được mô tả bởi chính ban điều hành, ban giám đốc của công ty. Họ muốn gì? Chủ yếu là để làm thế nào để công ty vẫn đi đúng theo cái objective, cái strategies ban đầu đề ra. Nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn summarize lại, nó vẫn có những cái mục tiêu rất là chung. Ví dụ như là đảm bảo là hệ thống kiểm soát nội bộ nào vận hành tốt, đảm bảo là có risk management, có kiểm soát rủi ro, đúng không ạ? Và đảm bảo tính compliance về mặt legal regulation, và đặc biệt là để đảm bảo value for money, nghĩa là để đảm bảo là chúng ta đang thực hiện một cách hiệu quả và tiết kiệm. Rồi chúng ta thử đến với một ví dụ về một cái tình huống, đúng không ạ? Tức là mình cũng lấy trong textbook ra thôi, nhưng mình nghĩ là cái tình huống này rất là hay và giúp các bạn brainstorm được tương đối nhiều về hệ thống kiểm soát nội bộ. Ở đây chúng ta nói đến Midas Mail Order Company. Ở đây họ có một nhà kho tổng, và ở đây tất cả các hàng hóa đều được chuyển đi bằng đường bưu điện. Tổng số khách hàng của công ty rất lớn, lên đến 10.000 khách hàng. Và chúng ta có một outline description of the sales and cash collection system. Khi mô tả một hệ thống kiểm soát nội bộ thì việc đầu tiên là chúng ta phải mô tả đấy là chu trình gì, chúng ta quan tâm đến chu trình gì. Hôm nay chúng ta đang lấy ví dụ là chu trình bán hàng và thu tiền mặt. Các bạn có nhìn thấy rằng là chúng ta đang chia ra làm 3 cột, đúng không ạ? Cột đầu tiên là stage. Stage có nghĩa là giai đoạn này là nhiệm vụ gì. Thứ hai là department or staff responsible, chúng ta chữ P đúng không ạ? Personnel ấy, là nhiệm vụ này do ai thực hiện. Và thứ ba là documentation, là cái giấy tờ có là gì. Vậy các bạn thấy rằng là khi mà mô tả một thủ tục ý, kiểm soát, bao giờ mình phải mô tả là được thực hiện khi nào, thực hiện bởi ai, và dấu vết, chứng từ để chứng minh là đã thực hiện là gì. Thì ở cái stage đầu tiên chúng ta có là customer order merchandise, order by phone or through the postal system. Khách hàng có thể đặt hàng qua điện thoại, hoặc là qua web, hoặc là qua gì đó, đúng không ạ? Và cái đơn vị nhận sẽ là sales department, hoặc là cái người nhận sẽ là sales assistant. Chúng ta có các văn bản gì, các chứng từ gì? Thứ nhất là order form. Order form có nghĩa là phiếu đặt hàng. Phiếu đặt hàng phải được ghi ở dưới dạng multiple copy, có nghĩa là nhiều liên, và ghi rõ ngày tháng, số lượng, giá tiền, đúng không ạ, đối với loại mặt hàng đó. Thứ hai là chúng ta sẽ biết là có nhiều copy, giống như ở Việt Nam ấy ạ, thì hóa đơn thì có nhiều liên, đúng không ạ? Thì ở đây liên 1 đến 3, nghĩa là liên 1, liên 2, liên 3. 3 liên đầu tiên sẽ gửi xuống kho, liên 4 thì sẽ gửi đến phòng kế toán, và liên 5 để lưu ở sales.
tại sao lại phải chia ra làm ba nơi nhận cái copy của order form. Thứ nhất là khi các bạn gửi xuống phòng kho ấy, thì phòng kho mới biết để có thể arrange và chuyển hàng đi. Các bạn gửi đến phòng kế toán mới biết là chúng ta đã bán hàng và chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi công nợ và ghi nhận doanh thu. Chúng ta để lại ở sales department một bản là để sales department biết là mình đã bán gì và để ghi chép vào trong cái database của phòng sales department. Ở phòng kho thì các bạn thấy rằng là sau khi có order xuống thì step thứ hai đấy là merchandise requested from inventory room by dispatch clerk. Nghĩa là lúc này thì chúng ta bắt đầu sắp xếp để chuyển hàng đi và người thực hiện việc này là store keeper, thủ kho. Chúng ta sẽ lấy cái copy 1 đến 3 mà được gửi xuống warehouse mà do thủ kho cầm. Bây giờ thì họ sẽ mark, họ sẽ đánh dấu là hàng nào thì được lấy ra. If the merchandise is not in inventory held, the storekeeper retain copy 1 to 3 until inventory room is refilled. Nếu mà không đủ hàng thì người ta sẽ giữ cả ba liên này lại cho đến khi có đủ hàng. Còn nếu có đủ hàng thì sao? Thì họ sẽ đưa liên 1 và liên 2 cho nhân viên giao hàng, liên 3 thì giữ bởi storekeeper. Như vậy bây giờ họ lại tách ra là để cho storekeeper chỉ giữ một cái liên thôi để đảm bảo rằng là họ có thể record lại là trong ngày hôm nay đã giao bao nhiêu. Dispatch clerk cầm hai liên là để làm gì? Ở bước tiếp theo, bước số 3, hàng được giao đi. Nghĩa là lúc này thì đội giao hàng sẽ đem hàng đến tận nhà khách hàng và họ sẽ copy, họ sẽ đánh dấu nếu như đã giao hàng rồi và giữ một cái bản liên 2 để trả lại cho phòng kế toán. Vậy thì đây chính là bằng chứng là hàng tôi đã giao. Ở phòng kế toán có liên 4 nữa đúng không ạ? Copy số 2 cộng với copy số 4 sẽ là đủ bằng chứng là hàng đã giao cho khách hàng. Sau đó thì họ bắt đầu xuất hóa đơn. Ở stage số 4 họ xuất hóa đơn. Accounting department sẽ là người chịu trách nhiệm việc này. Khi mà xuất hóa đơn ấy, thì chúng ta có hai liên được in ra và một liên thì giữ ở phòng kế toán, còn một liên thì đưa cho người giao hàng để giao cho khách hàng. Khi mà nhận tiền, nghĩa là người giao hàng thì cầm tiền đúng không ạ? Hoặc là cái người đi thu hồi tiền, cái người đi thu hồi công nợ sẽ cầm tiền. Thì khi mà giao hàng ấy ạ, nhận tiền thì chúng ta sẽ có cash receipt nữa, có nghĩa là phiếu thu, và phiếu thu thì sẽ một liên đưa trả cho khách hàng và một liên thì ký đầy đủ rồi giao về cho phòng kế toán. Như vậy, các bạn thấy rằng là ở đây ấy, chúng ta nhìn thấy mục tiêu của hệ thống return control mà người ta vẽ ra đây mô tả cho các bạn là gì ạ? Là để đảm bảo là thứ nhất là từ cái khâu đặt hàng cho đến khâu hàng chuyển đi đến tay khách hàng thì không bị thất thoát, không bị mất tiền. Thứ hai là để đảm bảo là tất cả các bộ phận ấy, tham gia đều hiểu rõ công việc của mình làm là gì. Đúng không ạ? Một điểm nữa của internal control system ở đây đấy là không mất tiền và không mất hàng, và giao đúng hàng đến người nhận, người mua, và đặc biệt là thu tiền đầy đủ, đúng không ạ? Và mình nhìn thấy rằng là có rất là nhiều những cái ví dụ vừa rồi mình nói ạ, là chúng ta sử dụng những cái control activity, ví dụ như là một cái tờ giấy như là order form thì phải có 4 liên. Như vậy để làm gì ạ? Để đảm bảo là tất cả các đơn vị, các phòng ban mà liên quan đến chu trình này thì họ đều có thông tin một cách đầy đủ. Hay là chúng ta nhìn thấy là tại sao mà chúng ta lại phải yêu cầu là map cái liên 2 với liên 4, đúng không ạ? Là để chứng minh rằng là chúng ta chỉ giao những cái hàng mà trước đó họ đã đặt hàng mà thôi. Hay là chúng ta nhìn thấy cái việc là dispatch staff thì cái yêu cầu là lấy chữ ký của khách hàng và sau đó trả lại cho phòng kế toán, thì đấy chính là cái bằng chứng là họ đã giao hàng đi rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói đến một chuyện nữa là nếu như sau này học F8 ấy, thì các bạn sẽ cũng nhìn vào một cái tình huống tương tự như thế này và các bạn phải perform một số những cái kiểm tra, đúng không ạ? Thì các bạn biết là công việc của kiểm toán viên chính là kiểm tra xem các internal control procedures này có tồn tại hay không và có được thực hiện đúng như là mô tả hay không và có hiệu quả hay không. Rồi, thế còn external audit thì là ai, là gì? Lúc mà chúng ta học về corporate governance, chúng ta đã nói đến audit committee đúng không ạ?
và chúng ta nói đến việc là external audit thì là một cái bên thứ ba và đưa ra ý kiến để verify, để đưa ra ý kiến xem là báo cáo tài chính ấy, có đảm bảo trung thực và hợp lý hay không. Từ đó thì shareholders, những cái người đầu tư, những nhà đầu tư, những cổ đông mới biết được là tình hình kinh doanh của công ty như thế nào. Vì thế nên là external audit thì mang tính luật định hơn và chúng ta có chuẩn mực về kiểm toán. Đồng thời là chúng ta cũng nhìn thấy là nó xuất hiện những cái audit firm, đúng không ạ? Chứ không thể có một bộ phận kiểm toán ở trong công ty để đi làm external audit được. Nhưng internal audit thì là một bộ phận ở trong công ty. Vậy thì internal audit và external audit thì khác nhau như thế nào? Thì ở đây các bạn đã nhìn thấy một cái tổng hợp, những so sánh khác biệt giữa internal audit và external audit. Ví dụ như là vì sao phải cần có các loại audit này? Thì internal audit sinh ra là để đảm bảo, đấy là do yêu cầu của management, yêu cầu của director, để đảm bảo là hiện tại các chu trình đang được vận hành một cách hiệu quả. Còn external audit thì lại là câu chuyện của luật định của shareholders yêu cầu, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải đưa ra ý kiến là báo cáo tài chính có trung thực và hợp lý hay không. Hay chúng ta nói đến báo cáo cho ai? Internal audit thì sẽ báo cáo cho ban giám đốc, còn external audit thì sẽ báo cáo cho shareholders. Internal audit thì sẽ làm không giới hạn về phạm vi mà sẽ làm ở tất cả các chu trình mà công ty đang có. Còn external audit thì sẽ làm chủ yếu liên quan đến financial statement. Mối quan hệ với công ty thì nếu như internal audit là nhân viên của công ty và ở nằm ở trong công ty luôn, vì thế sẽ có những cái mối quan hệ sâu sắc hơn. Thì bởi vì rất đơn giản, bởi vì họ cần phải hiểu rất rõ về operation. Nhưng external audit thì thông thường lại là người bên ngoài để đảm bảo và duy trì tính độc lập khi đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính. Như vậy, ở trong chương này các bạn đã học về control, đúng không ạ? Chúng ta học về internal control system, chúng ta học về cái queue, cái framework, đúng không ạ? Chúng ta học về security, đúng không ạ? Chúng ta đã nghiên cứu cái case về internal control được mô tả như thế nào, và chúng ta đã tìm hiểu sự khác nhau giữa external audit và internal audit và công việc của audit là làm gì. Ở chương tiếp theo thì chúng ta sẽ học về fraud và nó gói lại cái câu chuyện hiểu biết của các bạn về phạm vi của kế toán cũng như là kiểm soát thế nào trong công việc làm kế toán. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.